Xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với nhà hàng trên sông của Nét Quê. Buổi chiều cũng có mới có gô để nấu cháo làm lương xương nhưng mới khô. Dạ, khô này là khô cá lau kiến với một con khô cá lóc nữa. Chiên cá lóc trước thì hay chiên trứng sạch. Hai loại này thì ở nhà chú Hai làm hết nha cả nhà. Cá lau kiến nhiều quá cho nên là mình làm khô mình ăn từ từ. Còn con khô cá lóc này chắc làm lâu ha chú Hai? Khô cá lóc này làm lâu. Dạ. Ở phía trước thì cả nhà đang thấy là chú Năm, anh Hoàng, anh Đen đang bằng cá rô. Hôm nay mọi người đậu ở một cái chỗ rất là mát mẻ. Lý tưởng làm lương xương luôn ha. Dạ. Ngay góc bần luôn. Cái này phải dính cá ngát nấu lẩu lẩu chua trái bần ha. Cháo cá rô thì bữa nay mình ăn chung với rau đắng rồi cải bẹ xanh. Vậy là mình đã chính thức bước vào mùa nước nổi rồi đó chú Hai. Mình thấy được là mấy ngày nay nước dâng lên rất là cao. So với năm trước thì nước năm nay cao hơn rất là nhiều. Năm nay là đầu nước mà thấy nước quá nhiều nước luôn. Dạ. Đó, mình thấy ngay chỗ mà mấy cái nhánh bần đó, nó bị mà dính bùn đó, là nước dâng lên tới đó luôn đó. Bữa nữa mình thấy cái chỗ con cá chú Hai hay là cái xuồng lên được luôn á, nước dạ. Nhập á. Nghĩa là mình không đậu xuồng dưới bến nữa, mình chạy chiếc xuồng lên bờ luôn. Cho lên bờ luôn. Còn ở Hồng Ngự á, thì con nghe nói là ở trên đó người ta đang xả lũ để đón phù sa. Cỡ gậy nước cái chảnh mở hõm điện lên trên anh Tư, nó nước lên trên đồng tới đầu gối rồi. Dạ. Nhìn con khô là mình biết là con khô cá lóc đồng liền. Nó ốm, cái thịt nó không có nhiều. Nó không có thịt như cá lóc mà nuôi. Dạ. Vì là không biết là trên đồng tháp 10 của mình đó, là có xả lũ không chú Hai? Có chứ con. Người mình cũng có xả nhưng mà có cái nó xả không có đầu nguồn bằng mấy cái kia. Dạ, không có giống như trên thượng nguồn ha. Ừ. Giống như cái diện mà chỗ chú Sáu làm lúa trên đó là người ta có cho nước vô không? Có, chuẩn bị cắt rồi là xả luôn á, chỗ chú Hai cũng xả luôn nữa. Dạ. Chỗ chú Hai còn khoảng cỡ tầng nữa là cắt rồi đó. Cắt dạ. Rồi là xả nước vô luôn đó, bỏ lũ luôn. Thường thường mỗi năm là con biết là bỏ lũ là 3 tháng đó. Dạ. Rồi giờ bỏ lũ cũng chắc chừng tháng mấy gì tại giờ vô viện á. Dạ. Người ta tranh thủ nó làm lúa ăn trong Tết là làm nông sinh rồi người ta đón hai cái tiết sinh hết. Dạ. Nó mới không có ấy trong coi một lần là bỏ 3 tháng nước á. Năm nào mà dân nghèo hay là mấy một lần năm nào dân nghèo là canh nước không, canh mùa nước sống không? Năm nhờ được cái con nước nổi hả? Ừ, năm nhờ được mùa nước. Nghĩa là những người làm nghề ruộng nè, nghĩa là tới mùa nước nổi là họ không làm ruộng được, họ sẽ chuyển qua đánh bắt. Dân lứ, rồi cắm câu, kéo côn, đủ thứ, bắt cá hả? Dạ. Không. Hồi trước thì người ta đẩy côn nhiều lắm. Ừ. Còn bây giờ thì chỉ có những trên miệt mà còn cá nhiều như là Tân Công Xính nè. Trên đó là còn đẩy côn. Tân Hồng, Hồng Ngự rồi. Tân Hồng, Hồng Ngự, hoặc là trên Bọc Hóa, Kiến Tường, Long An rồi đó. Ừ. Còn chỗ mình thì cái bè Tiền Giang là con không thấy là để côn hết rồi. Cái bè Tiền Giang không có đâu, có thọt một lọt, về Đồng Tháp chú Hai thì có. Dạ. Nói về sản vật của mùa nước nổi thì mình không thể bỏ qua con cá rô đồng. Nó hầu như nó có quanh năm suốt tháng nhưng mà mùa nước nổi thì cái thịt của nó ăn ngon hơn. Ngon nhất. Dạ. Ngon nhất là cái da của nó với cái trứng của nó. Cái da của nó thì ăn như nó béo mà cái trứng ăn như cũng béo nữa, thịt ngọt, xương mềm. Mùa nước là trên chú Hai là bây giờ chuẩn bị ra làm lưới rồi đó, chuẩn bị đóng lưới sẵn rồi đó. Làm tao thả lũ vô cái là con thấy cái rô là có liền. Dạ. Ngộ vậy đó. Ngày xưa người ta nói là ở Đồng Tháp 10 cũng là cái mỏ cá lớn nhất nhì ở đồng bằng sông Cửu Long đó. Ừ. Vậy chứ cái khô cá lau kiến này nè, mình chiên về xong ha. Cái mình xé làm hai làm ba đó, mình trộn với xoài hay là lá xào đâu á. Với xoài là thầy. Dạ. Hoặc là dưa leo cũng được. Bây giờ thì chú Hai sẽ nấu cháo. Ở trong đây là mình có được một mớ gạo gang rồi nha cả nhà. Chú Hai sẽ cho nước vô. Nấu cháo mà mình nấu gạo gang thì nhanh lắm. Mau.
mình sẽ cắt một mớ gừng, sắc sợi, rồi ớt nữa. Mình ăn cháo này giống như là mình ăn cháo lòng vậy đó chú hai. Ừ. Này mình ăn gừng vô cho nó ấm bụng ha. Dạ. Chúc mình có lương xương mà cũng ấm bụng rồi con. Bữa nào nghe nói có lương xương cái là anh thua vui. Khô này mà chấm với nước mắm me dầm ớt đó, ăn cơm cũng ngon. Vừa ăn quá. Không mặn quá mà cũng không lạt quá. Công nhận là khi làm khô rồi mà cái thịt cá lau kiến vẫn còn ngọt hả chú hai? Ừ, thịt cá lau kiến làm khô là ngon nhất, cái nó dẻ. Dạ. Hồi đó mấy ông già xưa phải ăn mà lá sầu đâu á, trộn với khô cá lóc hoặc là lá sầu đâu mà ăn với cá lóc nướng á. Thầy luôn ha. Dạ. Có một số người thì ăn không được do đắng quá, nhưng mà ăn được thì ghiền. Chú hai ăn ngon đó. Dạ. Phải nó. Ăn được thì cái lá của nó nên thuốc đó. Ừ. Nếu mà nước lên nhiều như vậy thì cỡ tháng 10 như mỗi năm là nước rút không chú hai? Ừ, năm nào cũng vậy, tháng 10 là nước rút. Dạ. Mà mình ở đây thì rút trước, ở trong đồng thì nó rút sau. Dạ. Chứ nước nhiều quá cũng không rút trễ hả? Ừ. Năm nào nước nó cũng đi vậy đó con, có năm đi trễ hơn nữa. Dạ. Cái linh non trên thượng nguồn bây giờ cỡ như cái đầu đũa này nè. Đầu đũa ăn này nè. Dạ, nhiều đó. Người ta mần nó rất là đơn giản. Dạ. Người ta chỉ cần lấy cái móng tay người ta bấm ngay cái bụng đó. Bấm bụng thôi mà. Dạ. Đâu có mặn gì đâu. Còn khi mà nó bự quá mình phải dùng kéo hoặc là dùng dao. Chích ngay bụng, chích cái bụng nó nặng ra, chích bụng nặng ra cái rồi. Dạ. Mà đặc biệt cái loại cá linh là mình phải mần ruột nha, không thôi là nó mau sình. Ừ. Rồi nó đắng nữa. Đắng. Dạ. Em thấy tóc anh là dính dãy cá rô nhiều lắm anh Hoàng. Chú nằm mần cá xong đứng dậy bế xế cho nè kìa. Đây, thưởng nhau đi nè anh thôi. Để nó lên đây, gió. Hồi nãy là anh đang có bắt một con cá dầy nữa không? Con cá dầy, ừ. Hai con mà chết thành con rồi. Cá dầy này là do mình đặt vớn dính nè, rồi mình thảy vô đục. Từ Tết giờ mới dính luôn. Trời ơi. Sau nãy bắt lên thấy ít xỉu mà mần ra nhiều vậy. Con cá heo nó hay gì đó, cá thịt lấu nó hay gì đó. Thịt lấu, rồi cá heo, rồi cá rô. Với lại cá dầy nữa. Ta trên ở trên đầu nguồn thì ta nói đầu nước, mình đây là cuối nước là mình vét các loại cá. Thử trước miếng mồi chứ. Kèm thêm cái này nữa. Cá này bây giờ chứ anh xui mới còn, mới có giống mày có vậy. À, anh xui mới có hả? Thấy êm không chú nè? Êm, vừa ăn. Lên đây. Chăm trà uống luôn. Khô này mình ướt sáng một cái cho mình già uống mình no luôn đó quên. Anh quên. Ăn miếng mềm mềm. Ăn thử thì ngốt rồi làm cái gan vậy đó. Vậy chứ làm khô này cũng đơn giản. Chỉ cần ớt bột nè. Rồi gia vị có bột ngọt rồi đường. Muối. Có để nước mắm không chú hai? Cái này muối mà còn không muối nước mắm. Dạ. Tùy theo, ví dụ mình muối nhậu thì mình muối lạc chút, còn mình muối cơm muối mặn chút. Dạ, này là chú hai phơi mấy nắng vậy? Phơi 3 nắng khô. Dạ. Dù cái này là anh muối kiểu này là mình muối ăn không phơi. 3 nắng, nắng. Ba nắng là còn thịt nhiều, mà 4 nắng là bớt thịt rồi. Trứng phơi ở trên quá nhà, rồi. Con phơi ở trên nhà nó đâu có bằng con phơi dưới ghe đâu. Dưới ghe con phơi cái muôi to nó thì mau hơn trên nhà, con phơi cái dĩ á. Dạ. Cái sàn á, cái nó đâu rút, không. Dạ. Rút bằng. Đúng khô này, đúng nắng luôn, con phơi một nắng một. Dạ. Ăn được. Còn mình thấy là cái gô hầu như là không còn trứng nữa. Mưa xong cái là nó đẻ hết trứng rồi hả? Xong hết. 3 tháng 4 là đẻ xong hết rồi, đâu còn. Dạ. Vậy là những cái tháng sắp tới là lên đồng để kiếm ăn cho nó mập lên phải không? Ừ. Cũng như cái còn là cũng như cái con nào mà nó còn nhỏ, cũng như ví dụ mình lứa tuổi mình, ví dụ lứa tuổi ba mấy, 18, 19 ha. Là mình trứng mình đẻ cái là hết. Dạ. Cái đầu tới cái lứa khác lên 17, 18 nó đẻ nữa. Ừ. Mới còn trứng thôi chứ cái gà là không còn trứng nữa.
có khi 40 là còn đẻ không. Chú Hai sẽ sắc cái bẻ xanh, mình sắc nhỏ nhỏ ra vậy nè, chút nữa mình để vô chén cái mình múc cháo vô mình ăn luôn cho nó tiện. Này hồi tôi để cái gốc riêng. À, ví dụ như anh xui không có gan thẹn cái lá này nè. Đó. Hay có gan thẹn cái gốc. Anh nói thôi vậy tôi cũng gan tôi ăn cá rô. Vậy là mùa nước năm nay là anh Hoàng với chú Năm là quyết định đi lên đồng ha? Ừ, đi lên chảnh làm chứ giờ dưới đây cá, hết cá, ít cá. Dạ. À, mấy ngày nay là coi như anh một bữa 200 mấy, 300. Có một bữa là anh không ra, anh sáng anh kéo rồi bữa sau anh mới ra. Dạ. Giờ cũng như mình đi lên chảnh mình làm đỡ thời gian, gần như có cái lúc mà chảnh nó giờ nó khỏe một cái là gì nè. Có ghe gỏi lỡ tá chỗ nó canh. Khỏi mất công đi chợ bán. Khỏi đi chợ. Đi chảnh cỡ gài cái móc cua vàng bán cũng được. Móc cua vàng lúc đầu mùa là làm 1 ký á. Có giá rồi đó. Ừ, 4.000 ký á. Năm gầu anh hình như anh đi đầu mùa đó năm trước. Năm trước nữa là anh bán được 1.500. Sau cái xuống còn 1.200, rồi còn 1.000. 1.000 là anh rút về đó. Chất lượng hả? Ê, còn con hả? Rồi anh xui mệt, giờ nghỉ đi. Chưa, không có mệt anh ơi. Cái con cháu đó cháu cá rô này nha. Nấu xong cái bắt đầu vớt ra dĩa để cho cái bếp mình nóng ha. Mình ăn ai ta ăn tự gấp ra rồi để dĩa cái dầm ớt trong ha. Cái mắm trong mình dầm ớt. Đúng không? Nhưng chứ cái rô này mà nấu cháo ăn đúng ngon luôn. Ngọt cực kỳ bài luôn. Không phải là có rau đắng đắt á. Nó đắng đắt thì nó càng ngon. Mà nói chứ cái cải này là để vô là cũng thầy. Thầy không? Thầy luôn. Cắt nhuyễn nhuyễn này ha, lùa vô. Thầy chút cái cải gì là thằng cái gì đó mà. Còn cái gì mình thấy là nó nhát lửa hơn cái rô nữa. Nhát hả? Nó liều kiều, con cá nổi là chín rồi đó. Cháo nhiều quá cá độn lên nổ. Nhìn cái gô cũng mập chứ chú hai. Mập cá này mập lắm, mở rồi. Dạ. Cá này mình bung nước lên ha, cá gô này mà bung nước lên đồng chừng 10 ngày cái con nào mấy chục hề trắng phiếu liền đã. Không mình đúng cái con bất cứ cái con cá nào mà loại cá lên đồng là cái mùa nước này là nó mau lớn phơ phớ luôn. Khô bầu ha, trời ơi. Dư mùa ăn nó mau lớn. Kho me ngon hơn chú hai. Kho me cũng được mà kho bầu cũng được. Nó kho me ngon ngon. Mà cái con cá rô mà tháng 8 này ví dụ mình thích ăn ai làm gì ăn cái sở thích của mình hết là thấy ngon đều ngon hết. Nhưng mỗi lần ăn lúa hai vụ là cái gài là cái rô con phè về cái gài là văng cái gài tay chân là tưa tải hết là gỡ cái rô. Dính dữ lắm dính. Em để ba cái lụi vụ lứa phèo á, lứa kim lứa chải á, văng ngừ ở trước mình thả rồi ở sau em nó bơ nó gãi chắc mắm gứ lên ha. Gãi rồi quay là ruộng thảy lên gỡ ha. Tay chân ha, mấy động tay nước ăn máu ra rồi cái mua bể màu sức. Yeah. Sáng qua đêm đó cái bữa sau là làm lại nữa cũng ra máu lại nữa mà nó sức gì nó hay. Sao không chịu lấy cái cây đập cái nó gớt cá ra khổ dở. Đâu có cái gô gỡ. Cá gô là dính lưới có hai cách, cách lấy tay gỡ, cách lấy quẹt đốt. Ừ. Đốt lưới. Chịu dính dữ lắm con ơi, mùa nước là cái gô là chú Hai nói là đặt xì di ha, là kiểu như con dở là xì di cứng ngắt xì di luôn. Dạ. Gô dữ lắm. Xe diện lý luôn mà. Kêu xe diện là có đó. Dính quá xe diện luôn. Bây giờ chú Hai sẽ vớt những con cá chính ra trước. Trước tiên là cái gì nè? Cá heo. Để chụp trước đó. Chứ thôi hồi quơ không thấy cá heo đâu chứ. Cá heo là mất tiêu luôn rồi. Đó cái rô cũng chín rồi đó. Xù anh gấp mất tiêu cá heo rồi. Cái rô mùa này nó mau lắm. Đưa cho chú Hai đôi đũa anh đây. Cá heo mình được chục con hay kho. Con nào mấy tròn lùi không ô. Nhìn sao liên con hai con. Ô, hai con liên con. Con ly. Con ly này chắc chết luôn quá. Dữ lắm ạ. Liên
con ly. Nhiều lắm. Mình sẽ cho tỏi phi vô, hành lá nữa, tiêu. Thơm dữ. Thì lát cho thiếu cháo không? Chú cháu cũng có nấu nồi cháo cá rô làm lương xương, cũng mời cả nhà lương xương với mấy chú cháu ha. Rồi xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà. Dạ. Đã. Cho múc cho con. Khỏe vậy không? Dạ. Cháo không hả? Le mà khôn. Nó gô thử, lâu cả năm rồi mới ăn lại cái gô con cháo. Béo. Béo không? Quá béo. Em chưa chú nào. Em. Trời đấy hai cục rắn. Nhưng mà đắng quá. Chứ đắng này mà đắng gì chú nào? Nó giòn nó ngọt chứ đâu có đắng nhiều đâu. Gạo đắng này nó không đắng bằng gạo đắng đất mình. Dạ. Ăn gạo đắng đất mới ngon. Đắng đất mùa này thì không có. Chưa tới mùa đó. Nên anh Hoàng để miếng gừng vô nước mắm. Ăn cháo mà có gừng nó thơm. Thêm gừng, thêm gừng. Quay quay kiếm thịt được không mà nhìn ra cái cá để mà dĩa. Cháo miền Tây mình đặc sản cháo cá lóc gạo đắng hả? Ừ. Mình nấu cháo cá rô gạo đắng cũng vẫn được phải không? Ừ. Cá rô ngon hơn. Ngon chứ, rô ngon hơn chứ. Cháo của tôi nhờ gạo. Vô bạn. Vô ha. Lo nhìn anh tôi ăn không quên vô. Vô. Cháu cá rô này anh chưa nhớ gì không? Hai chú gia lên đồng. Lúc chiều cái giờ ông nào cũng hết gạo nấu cơm cho cái còn cơm nguội á. Vụt cái mặn cá rô nè, trời ơi để vô ha. Vụt vậy mà hai chú gia nhậu ra mà hôi ngon á. Giống như là nấu cháo vậy. Ừ. Tại bữa đó hết gạo đi rồi cái còn cơm nguội á. Dạ. Bắt lên luộc. Thế thì 12 luộc hết gạo không hay.
nhờ ba cơm nguội chứ thôi tiêu rồi. Nhờ ba cơm nguội chứ thôi tiêu rồi. Giờ ăn cá nhiều. Giờ ăn cá nhiều. Nếu bây giờ không có cơm nguội biết làm gì không? Ăn cá trừ cơm á chú Năm. Hai chú gia đi đồng là nhớ kỷ niệm ức dữ lắm. Không đưa ly rượu. Còn ép. Vô. Không cho ông Quyền. Đi tôi lên xuống. Vô. Vô. Thủ sẵn còn khô hơn vậy. Ừ. uống rượu cái kiểu này là uống rượu cái kiểu mà cái thời cái năm 2000 à. Nước á. À. Sao mà giống như thời đó? Thời đó tại vì cứ thuồng qua lá mà con ngồi vậy nè, cái à. Cầm ngồi sẵn. Xa xa vậy. Ta đi rượu. Ta cầm đi rượu ha, ta cầm miếng khô gì đó. Dạ. Yeah. Nhớ năm mới tàu vô cứ đêm tháng ngày cái kê nhà mà vui lắm, chắc tháng gần đông cũng có nhậu nữa tại con kê nhà rồi lạnh quá cái mấy anh em dứt mà công nhận cái thời điểm đó an toàn là cá ngon không ha. Ừ. Cho thêm ớt lên gừng ớt gì vậy. Tự nhiên ăn cháo này thấy ngon hơn cháo lòng không? Ngon hơn. Nó bếp gừng luôn. Trên đó không ai ăn gừng, để cho anh trên đó chị chặt. Ăn cháo này hồi lúc trước ăn cháo đồng ha. Mới có dụng mà để gừng ta sắc lên cái dĩa. Anh đâu có biết ăn đâu. Ăn cháo mà sao để cái này chờ sắc cộng gì nè. Để này chi chặt. Mà biết gừng. Đúng rồi, mình sắc cái này mình ăn đúng là sắc phải nhuyễn nữa. Ừ. Nhuyễn nữa. Sao chú Hai cảm nhận cá lóc với cá lóc kiến là khô nào ngon hơn? Cá lóc kiến ngon. Dạ. Mùi hơn. Thịt ngọt hơn. Đây thử cá lóc kìa. Anh Hoàng xé cho mẹ miếng đi mà. Nhiều khi đấy. Chú Hai cảm nhận con cũng chưa chắc chắn nữa. Để con ăn thử. Cá lóc gầm thịt dễ cắt, thơm phức. Cá lóc thì cũng ngon, nhưng mà không ngọt bằng cá lóc kiến. Không, nó không dễ bằng cá lóc kiến. Dạ. Cái con cá lóc kiến mình làm cái giai đoạn đó, nó lâu. Nhưng mà con thấy cũng ngon nha. Lên lấy chiếc đũa Quỳnh. Đũa chao rất hậu. Đã thiệt chưa? Cháo phải có khô mặn mặn con chán miệng. Ừ. Cá lóc này không lợi anh cá lóc. Không lợi cá lóc kiến hả? Con này ăn được luôn. Hồi nãy chú Hai phải gọng cái gô lại đi. Mình nấu nồi cháo trắng cái mình ăn với khô này mình nhậu đi. Ừ. May cái gô cái mình nhậu tiếp. Đúng rồi, giờ mình nhậu phí rồi. Ừ, đúng rồi đó. May cái gô mình làm món khác. Chứ gì ăn thì gì thấy nó uống dĩa khô. Nhiều khi mình ý mình làm nghề cá cái mình ăn phí quá ha chú Hai. Ăn quá phí. Ăn đi anh Năm, cá còn dữ lắm anh Năm. Ui. Này mới ăn ngon à. Quên nước rượu. Bữa nay Năm thầy trò mình làm hết ca đó nghỉ. Dám không chú Năm? Chú Năm nói chơi chơi hả? Mai hai anh em qua bàn rồi, bây giờ cay rượu đi, rồi chuyển qua bia. Ồ, nó dài hả chú ơi? Lấu này lấu dài, thứ nào dài? Đúng chạch lấu đồng. Để cho hết luôn, khúc luôn. Húp đi rượu vô vừa cay ha anh ha. Đưa vô miếng cháo nấm nữa.
sáu này thiếu à? Thiếu à? Thiếu ít quá. Không, mình nghĩ đâu có ngon miệng cái này phải không? Sao thiếu cháo còn vô làm miếng đây. Nó kiếm tiếp mới khô qua chợ để hầu hết trơn cá, nó giờ cháo sắp hết nó quên. Làm miếng dạ. Mấy cái khô này ha, anh hai hết thì vừa ăn, mình phải đánh thêm một chén mắm mè chấm. Mắm mè chấm là vịt vịt luôn á. Ừ. Cái này cũng như mình nhậu mình ăn cháo rồi, đầu dòng ăn này là ra xét. Thấy miếng này. Còn ba con qua gấp không đi. Thấy cái gì cái nhớ là cái kỷ niệm lần đầu gặp chú Năm ha. Ông dính hình như một con hay hai con đó. Cái mới đưa chú Hai nấu canh chua hay là mình nướng gì ta? Nướng. À nướng, nướng. Ổng đặt cái môn cái vậy nè, cái của ổng. Hình như nó thận với ổng vậy. Giờ cái năm nay nó lục ngày rồi nó hết dính luôn rồi. Mà nói chung là con may mắn nha. Lần đầu tiên gặp chú Năm là ổng làm món cái gô gan muối luôn, tự tay làm luôn. Cái mấy lần sau là ổng hết làm rồi, ổng giao cho chú Hai. Ổng lục ngày nữa anh.